hãy cố gắng nghe. Đó cũng là một sự tôn vinh đối với những người đã dành cho chúng ta một cuộc sống yên bình hôm nay. Nằm trong khu dân cư đông đúc đang phát triển của thành phố du lịch Sầm Sơn, vốn trước đây chỉ là một thị trấn Sầm Sơn nhỏ bé, dân chúng sinh sống chủ yếu bằng nghề chài lưới ven biển. Diện mạo và không khí nơi này khác hẳn với khu du lịch ngoài kia của thành phố. Anh say sưa kể cho tôi nghe về hội đồng ngũ và những hoạt động nghĩa tình của các anh. Vợ anh là bạn đồng ngũ với tôi, anh là khán giả của Win Win Việt Nam, là lính thông tin đi bộ đội vào tuốt miền Đông Nam Bộ. Hình như anh chỉ muốn kể về những cựu chiến binh thời bình phát triển và xây dựng, tương ái tương thân, chuyện chiến đấu anh nhường cho bạn kể. Câu chuyện của các anh các chị về một thời đạn bom, một thời hào hùng, lắng nghe, theo dõi, hiểu được quả không dễ dàng. Và nếu bạn dùng kiến thức của 45 năm sau, tư duy của 45 năm sau, hoàn cảnh của 45 năm sau mà suy xét, thì sẽ có không ít hoài nghi. Nhưng hãy nhớ rằng, để Việt Nam có thể đuổi được Mỹ, dẹp được Ngụy, nếu với tư duy logic thông thường thì chúng ta không thể làm được. Với những việc phi thường, cần có những hành động phi thường, tư duy phi thường. Xin đừng vô tâm, vô cảm mà trở thành vô ơn. Thưa quý vị và các bạn, vâng, nghỉ lễ của chúng ta, kỳ nghỉ lễ thì vẫn chưa kết thúc. Và với một cái chiến thắng kép, ngày đại lễ của dân tộc Việt Nam thống nhất đất nước và chiến thắng đại dịch COVID-19. Hôm nay chúng tôi có mặt tại thành phố Sầm Sơn, tại phường Trường Sơn, và cùng trò chuyện với chúng ta hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu các cựu chiến binh của thành phố Sầm Sơn. Để bắt đầu câu chuyện, tôi xin được trân trọng giới thiệu anh Phan Thế Sắn, là chủ nhân của ngôi nhà mà chúng tôi đang ngồi. Em chào anh và chào các anh các chị. Trước hết thì em xin được cảm ơn các anh các chị đã dành cho em được cái buổi trò chuyện hôm nay. Và bây giờ thì em rất là muốn anh giới thiệu câu chuyện của mình, bắt đầu từ ngày nhập ngũ năm 1972 và câu chuyện của anh. Xin mời nhé. Xin giới thiệu toàn thể hội nghị. Hôm nay coi như là tôi cũng giới thiệu cái đợt nhập ngũ năm 1972 của tôi. Lúc bây giờ là 32, coi như là chàng trai nhập ngũ. Thế thì nhập ngũ ban đầu là vào núi Trường Sơn, nhưng sau coi như là tiểu đoàn chính của trung đoàn 79 của Trường Sơn, sau Sầm Sơn, sau chuyển ra trung đoàn 15 ở coi như là Hà Trung, rồi sau chuyển lên coi như là chuyển vào coi như tỉnh ra, rồi chuyển lên coi như là Thạch Thành. Đấy. Rồi đi coi như là vào B. Thế thì nhập ngũ ở ngoài Bắc thì huấn luyện bộ binh, nhưng khi đã vào Nam thì chia ra anh ở bộ binh, anh ở thông tin, anh ở trinh sát, nghĩa là mỗi người mỗi ấy. Anh thì ở miền Đông Nam Bộ là quân sau này thành, sau này giải phóng là quân khu 7. Anh thì xuống với miền Tây quân khu 9. Đấy. Thế nhưng là sau đúc kết lại thì cũng có một vài anh coi như hy sinh, thế là còn lại anh em về thì hầu như là giải phóng xong 75 thì đến 77, 78, 79 là anh em ra về, cho nên anh em cũng đa số là hạ sĩ quan cả thôi. Đấy. Thế thì chế độ thì anh em ra về trước, cho nên là cũng không có chế độ gì cả, cũng chỉ là về phục viên thôi. Còn tôi với đồng chí Hoan thì về sau. Đấy. Đồng chí Hoan là về năm 81, tôi về năm 82. Tháng 3 năm 1975 là bước đầu vào chiến dịch Hồ Chí Minh. Thế thì đơn vị tôi là một trung đội
có 15, có tổng đài là 15 cửa, có 15 coi như là người. Thế thì bắt đầu vào chiến dịch Hồ Chí Minh thì chuyển đi là 7 người, còn lại 8 người, nghĩa là mỗi người phải đảm nhiệm coi 2 đường dây. Trong cái chiến dịch Hồ Chí Minh thì cái đường lộ 13 là xe coi như là ô tô rồi xe tăng, xe tải, nghĩa là chạy ngày đêm liên khúc, chạy ngày đêm liên khúc. Thì chúng tôi là đốn ngay ở gần mấy đường lộ 13, lộ 13, lộ 17 đó, để phục vụ cho các coi như là đơn vị để tiếp tục vào chiến dịch Hồ Chí Minh. Mà vào thì ngoài Bắc là coi như là đơn vị thôi là huấn luyện cũng hơi bị lâu. Bởi định đi, đi rồi lại rừng, ba lần đi rồi lại rừng. Đấy, cho nên cái thất thiệt thì có vài đồng chí thất thiệt thôi, vài đồng chí là liệt sĩ hy sinh thôi. Thế thì đến coi như đầu năm 74, tháng 2, 74 là chúng tôi vào đến làng 7. Vào đó một, chỉ có mấy ngày mới là giải tán luôn là anh em là... Kính thưa mọi người, sau khi chúng tôi được tiếp nhận được về cái vấn đề là trong một quá trình hoạt động của đời binh nghiệp. Ở đây chúng tôi hoạt động ở đây thì bao nhiêu thanh niên trai tráng lúc bấy giờ ở Sầm Sơn này thì nói chung là do cái điều kiện đất nước bị xâm lăng. Cho nên người thanh niên, lực lượng của thanh niên Sầm Sơn lúc bấy giờ hăng hái lên đường tòng quân để đi chiến đấu bảo vệ đất nước. Đây là một nhiệm vụ của thanh niên lúc bấy giờ mà chúng ta không thể bỏ qua được. Thế chúng tôi đi thì thằng đó mà nói thì đến đi trong vòng 2 tháng, vừa đi bộ, vừa đi thuyền nước, vừa đi ô tô vào đến tận Lộc Ninh. Tức là hồi đó là được về phân bổ về lúc rồi là chi cục miền, lúc bây giờ là chi cục miền miền Đông Nam Bộ. Nói chung là các lãnh đạo là nằm ở đây hết. Đấy, là ở Lộc Ninh. Thế sau khi mà chúng tôi được phân bổ về các đơn vị do cái nhu cầu đặc điểm của cái đơn vị chiến đấu, tức là đánh trong quá trình đánh nhau ấy phải thớt thoát, phải ngốt ngát đi, rồi không đủ thì phải bổ sung anh nọ sang anh kia, đơn vị nọ bổ sung cho 1-2 người như thế. Thế là mỗi người anh em, mỗi người mỗi hướng. Tôi là cuối cùng thì sau khi đó thì tôi là tiếp quản, tôi đi về mãi dưới cái sông Tha La cơ. Đấy, sông Tha La tức là bây giờ gần đường đi Sa Mát Thuyện Ngôn đấy. Đấy, tôi về mãi dưới đó cơ. Đi ra Bào Cỏ, tức là Bào Cỏ cái khu vực núi Bà Điên bây giờ, cách núi Bà Điên có mấy cây thôi lúc bây giờ. Đấy, rồi cái hai bên kia thì địch bên Ninh Bình cứ bị bom lấy nhau thôi. Đây sau này rồi chúng tôi được bổ sung vào ra là đánh Phước Long. Tôi được bổ sung về đánh Phước Long. Đánh Phước Long đầu tiên. Thế chúng tôi sau khi chúng tôi đánh Phước Long tức là bắt được Trung tá Ban. Mãi sau 2 ngày bắt được Trung tá Ban, tỉnh trưởng tỉnh Phước Long bây giờ. Bây giờ là gọi là tỉnh Bình Phước. Chia tách ra. Tức là bên kia cầu sông Bé. Thì bên kia cầu sông Bé thì là bây giờ là tỉnh Bình Dương. Và bên này cầu sông Bé tức là tỉnh Bình Phước. Vì tôi hoạt động cái khu vực đó là rất nhiều. Thì hầu như là tôi nhớ lắm. Đấy, Phước Quả này là bây giờ là núi Bà Rá, đánh Phước Long ở núi Bà Rá. Lúc bây giờ khi giải phóng xong thì bắt đầu chúng tôi lại tiếp tục quay về Tây Ninh, lại đi bộ 3 ngày 3 đêm về Tây Ninh, không đi xe đâu, đi bộ hết, lại đi hành quân đi về Tây Ninh. Tây Ninh thì bắt đầu ăn Tết được 3 ngày, lại tiếp tục tập trung về Bào Cỏ. Đây Bào Cỏ xong tập trung Bào Cỏ để huấn luyện thêm để chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Thì lúc bây giờ là tôi chỉ là thằng lính, tôi chưa được làm tiểu ở trong tiểu đội phó đâu. Thì tôi bắt buộc đêm 24 phải vượt sông Vàm Cỏ Đông. Tôi bơi qua bơi lại là 4 lần bơi xong. Rồi tôi là thông tin bên trinh sát nhưng họ thấy tôi bơi giỏi. Thì tôi dân miền biển mà. Cho nên là đưa tôi một cái ghe. Hai anh thì phải chèo hai cái bên nhưng mà chèo đều chứ không chèo quay tung tung. Và đạn ở bên cảnh sáng nó bắn ở đất Mỹ Hạnh lúc bây giờ đấy. Các cô nghe là tức là cô gái tứ đầu ở đất Mỹ Hạnh đó, là đánh pháo đánh gì kinh lắm. Mà tôi bơi đi bơi lại như thế là 4 lần. Cứ đưa sang giao tôi một cái ghe với một anh là ở Thái Bình, là cứ tức là bổ sung sang để mà giải dây, tức là giải dây chỉ để thông tin vượt qua bên kia phòng Cỏ Đông. Mà tôi nghĩ là nếu giải dị trong phim thì chỉ là một đơn vị nhỏ thôi. Nhưng tôi biểu cuộc đời tôi không biết lúc đánh nhau đạn pháo nổ bùm bùm bắn đằng trước mình chạy đằng sau, bắn đằng sau mình chạy đằng trước, có biết cái chết là cái gì đâu. Vào đến tới đến cái gió Tân Cương ở thị xã Hồng Nghĩa bây giờ, thì Hồng Nghĩa tức là đường đi kia là về núi Bà Đen, còn đường này đi về tức là Đức Hòa, Đức Huệ, Đức Hòa, sau đó đi về Củ Chi,
Đấy. Thì chúng tôi sau giải phóng chúng tôi đánh được đến củ gần đến Củ Chi, chúng tôi dừng lại. Giải phóng đến Củ Chi dừng lại. Thì ngay thị xã Hậu Nghĩa lúc bây giờ. Thế rồi ở trong đó được đâu khoảng mấy được khoảng 5-6 ngày thôi để tiếp quản được. Mừng lắm, phấn khởi lắm, rồi tôi là phải quay lại. Quay lại cứ đi lấy xác mấy anh chết vừa rồi. Vì lấy ba lô gửi cứ chứ lúc đi là đi có mỗi con người không thôi. Súng ống mới lại đánh dưới đồng bằng thì lấy đâu ra mà lấy cái gì mà điều mà nặng đánh chạy sao được. Đạn, súng đạn thôi, vì cái võng, vì cái tăng, có thế thôi, vì cái số đạn. Còn tất cả các thứ là để ở cứ ấy. Cái giải phóng xong cái là chúng tôi là quay lại. Để quay lại đấy để mà làm chứ cái anh ấy là làm công tác tư sĩ. Anh nào quản đâu để nhớ. Nhớ tới rồi đưa người ta về, anh em đồng đội của mình về. Về một chỗ mà chôn lại để bữa sau mà nhớ mà lấy. Lúc bây giờ mừng quá rồi có biết đâu. Vui rồi nhưng mà cũng không quên được cái nhiệm vụ đó. Đối với anh em đồng chí đồng đội. Tôi bỏ vào đến cái chốt cách cái chốt mà đau ngay cái đầu cầu Tân Cương ấy. Thì cách đó chỉ có 5 mét để đánh một pha. Mà chốt máy không khóa chuông lại. Chỉ nghe một giây thôi. Để nghe đấy. Hướng quân bao giờ thì cho nổ súng. Thế lúc bây giờ là khi mà là đinh răng mài lại bắt rút. Vào 24 mà. Rút ra mới chết nhiều. Bởi vì cái cây cối nó nhiều lắm. Mà thứ hai là cái giếng to này. Anh em mình mới chạy ra trồng hết xuống giếng. Một cái giếng tôi tính hết 17 anh rơi xuống giếng chết. Ra. Thì mà đi 29 là mới vào được. Lại 29 vào với là ác liệt. Đấy. Nó bắn như mưa. Tôi tính đúng là quản không có cái gì khác. Cá riêng vô sông Vàm Cổ Đông là nổi trắng đi hết. Đây là cái việc mà mình có thật. Mà tôi là phải bơi lại. Lại tiếp tục làm việc. Lại quay lại. Quay lại sau đến giữa sông thì mấy cái anh lính của nhà mình ấy là sợ. Sợ là cái gì là nước cái kia cách của nhau có 5 phần nước. Rồi lắc đi lắc lại. Anh chìm. Thế tôi bảo mấy anh kia là đừng chạy nháy trước. Anh em nào thì cứ từ từ mà ra đừng có víu nhau. Rất khổ. Bởi vì anh em đi là lúc nào cũng súng với quàng trên người. Bất ly thân mà. Súng là vũ khí là bất ly thân. Anh muốn gì cũng phải giữ. Kể cả súng lựu đạn trên người rất là nhiều. Cho nên phải vượt qua. Sau này chúng tôi lại tiếp tục tôi lại không được về. Mà chúng tôi lại xa đánh ở biên giới. Năm 70, cuối năm 76 đã đánh biên giới rồi. Tôi lại tiếp tục lại lên biên giới. Biên giới khu vực Bình Phước bây giờ. Bây giờ Bôn Phốt, NCD mà đánh xa. Lại tiếp tục dần là mình sẽ chết. Tôi lên mãi đường 10 lên sắp Bông Bò. Đi sắp Bông Bò. Lên lên mãi khu vực đó để cùng với dân nó lên như nữa. Và thứ hai là đang cải tạo cái bọn nghị quân nghị quyền lúc bây giờ. Tức là làm sao với lại quản một số phục hồi nhân phẩm cho một số chị em bắt đi Sài Gòn lên. Tức là cái qua cầu Sông Bé đấy. Qua cái cầu Đắc Lung bây giờ đó là qua thị xã Phước Long. Điền cái là đi sang bên này đất Mỹ Hạnh đấy. Đấy, để phục hồi chức năng cho họ. Ta với thiêu ta với tùng ta. Nhưng mà nó là chỉ là sĩ quan bình thường thôi. Đi lính đánh trận anh thuê thôi. Không sao cả. Ngại nhất là mới là anh trung sĩ phòng gì. Là cái bọn chính trị là cái gớm. Đấy, cái mồm hắn là vô cái mồm. Đấy bọn chuyên truyền đấy. Hay sau này xong cái là tôi cũng muốn đòi về nhưng cũng không được. Lúc bây giờ. Thì lúc bây giờ tôi cũng muốn đòi là hỏi là cử tôi đi. Lúc bây giờ tôi nhập đi Đức. Học cái lớp đi Đức. Thì cô lấy cái 4 tiêu chuẩn đi Đức. Thì cái gì tôi cũng được hết. Đảng viên có. Cái quà chiến đấu có. Huấn luyện trường có. Trình độ lấy có 7 thôi. Lúc bây giờ thôi. Đấy. Thế là tôi là tiếp tục là không về. Chứ là tiếp tục lại đánh biên giới năm 78. Tôi lại sang biên giới chứ. Lại sang đánh Tây Nam chứ. Chúng tôi đánh với sư 3 kết hợp với, là, với lại sư đoàn 7. Sư 3 IA-12 công trường 7. Tức là trung đoàn 12 của ông trường 7. Tức là tôi được gặp anh Hoan Mạ đây bây giờ này. Ông làm phó trưởng mà tôi là đến Tam Đồng Hương đấy. Ông ấy làm cái phẫu đó là đang mổ cho thương binh. Thì tôi vô trong ngay tôi ngồi nói chuyện với ông tâm sự. Anh em ở nhà đi tìm. Em nghe anh kể về cái lúc mà qua sông ấy. Thì lúc đấy là anh là trinh sát. Và vì là anh bơi rất là giỏi cho nên anh lại trở thành thông tin. Vâng, thì anh có thể chia sẻ cụ thể hơn cái đơn vị của anh được không ạ? Hả? Tức là anh ở cái đơn vị nào ấy? À, tôi là ở là C2, D26, F303, tức là chúng tôi đơn vị trực thuộc.
cái bên trực thuộc. Chúng tôi đi toàn đi phối hợp với các cái dưới, các cái trung đoàn dưới rồi. Phối hợp. Một là vừa là phục vụ, vừa là trinh sát nhưng được vùng, vừa là phục vụ. Đi xuống cho các đơn vị cố gắng để hoàn thành những nhiệm vụ mà được cấp trên giao cho. Đấy là anh nói cái đại đội của anh hay là tiểu đoàn hay trung đoàn? Cả cái tiểu đoàn chúng tôi như thế. Tức là cái chương trình đi hướng này thì là cử một trung đội thôi. Hoặc là cái hướng này thì cỡ một phải mà đại đội mới được. Sư 3 rồi sang bên kia lại là 303, sang Campuchia lại đổi là sang bên 303. Tức là vẫn là gây sư 3. Sư 3 cái cũ là sư 3. Sư 3 không sang bên kia là 303. Lại tách cái sư tách đôi ra lại đi biên giới trước rồi đi biên giới sau. Lại tách đôi rồi không còn người mới tách. Anh thì không thay đổi đơn vị. Vâng. Nhưng mà cái phiên hiệu của mình nó thay đổi. Rồi. Vâng. Vì em tưởng là sư 3 thì em lại đang hỏi xem anh có quay ra biên giới phía Bắc không? Tôi lại quay ra phía Bắc. À thế ạ. Vâng. Lại về đến công an Tràm. Tôi đánh đến năm 70, gần cuối năm 79. Thì lệnh tôi vừa đến Siem Reap. Đánh đến Siem Reap. Thì bắt đầu là lệnh là sư 3 đi một số bốc máy bay. Và một số mà là đi ô tô. Đi thẳng về Biên Hòa. Bốc về Biên Hòa, máy bay đi thẳng ra Bắc luôn. Còn chúng tôi thì phải về Biên Hòa, tập trung về Biên Hòa. Biên Hòa nó đi tàu ra ngoài đấy, hoặc đi ô tô là đấy, thần tốc nhanh nhất ra đến biên giới Trung Quốc. Bên lúc hồi quần áo chúng tôi đang còn súng ống, anh nào nay tóc tà đang đây đi rồi có cần cắt đâu. Đấy, súng ống ra cái là bơi vào những cái người đó là người binh nghiệp dạn dày với bom đạn không sợ. Còn mấy anh ra đây tôi thấy là xấy là giặc là của chạy hết, nhưng bọn tôi chả sợ gì, anh bị chết là bình thường. Quyền giống mình ấy, quen dạn dày với bom đạn là được quen, nhưng mà mãi đâu có đi mưa, mãi đi mãi đâu có khi không có mập mà. Okay. Như vậy là anh lại ra Bắc. Và khi ra Bắc thì thực ra bọn tàu nó cũng rút rồi đúng không? Đúng rồi, anh tàu rút rồi thì chúng tôi là vai về là bảo vệ quân Cuba. Quay về quân Cuba. Vai về bảo vệ quân Cuba. Những người cuộc binh chiến là về bảo vệ quân Cuba. Cái chinh chiến của anh cũng kinh khủng đấy nhỉ? Cơ động phết nhỉ, đúng không? Thì ra đây thì cho tôi đi học tiếp. Đến năm cuối năm 79 đầu năm 80 thì cho tôi đi học. Bốc vào trong kia ra cho tôi đi học. Tôi về được 3 ngày Tết. Thì đúng ra mùng 3 Tết là tôi phải có mặt tại ở đơn vị. Lúc bây giờ là tôi là chính trị viên. Ra ngoài đi học tiếp 3 năm. Học viện chính trị. Ví dụ là tôi là chính trị viên tôi đi mà. Nhưng mà tôi đi học viện là sao đó thì mấy anh cái đường lính của tôi lúc bây giờ nó bảo thôi anh cố gắng học xong rồi anh lại làm giảng viên nhà trường đây. Người ta đang cần những người có kinh nghiệm được tham chiến với cuộc nhiều cuộc tham chiến. Tuy rằng nó ngắn thôi nhưng để có cái kinh nghiệm để mà trao đổi với một số anh em sĩ quan mới. Tôi không tin mày là cái gì đâu mà mày bảo lãnh ra được. Anh không tin em thì thôi đến mai gặp cả ban giám hiệu luôn. Nhất trí. Anh em làm bữa liên hoan được 3 ngày sau tôi mua về đơn vị. Chán lắm không ạ? Không ạ? Nghĩa là sao cái chỗ này em không hiểu? Vì là không, tôi không thích nữa. Vợ chưa có. 28-29 tuổi đầu rồi chưa có vợ con gì cả. Vẫn cứ siêu bạc hết chỗ nào. Cứ có chính chỗ nào đánh nhau là đến. Ở nhà thì hoàn cảnh cũng khó khăn. Thế thôi cũng xin về, tôi nói nhông sẵn xin về. Xin về tôi mới về được mấy ngày thì lên ông chính ủy, ông chính ủy ông bảo cậu về là bị kỷ luật. Thôi thì thủ trưởng cứ kỷ luật. Thế là bên đó là ông bên phòng cán bộ là ông bảo là kỷ luật, tôi biết ông rồi. Ông bảo thế thì cậu về hôm nay là không đi là thoái thác nhiệm vụ. Tức là đơn vị cử đi mà không làm toàn nhiệm vụ là thoái thác nhiệm vụ. Mà thoái thác nhiệm vụ là phải kỷ luật. Nhất chế sao? Thủ trưởng cứ có quyền phê. Quan thủ trưởng trước khi cầm bút để phê cho em, nếu không có em thì đánh đưa ra cái củ lao sông Mê Công á, thủ trưởng ăn đứt một quả M79. Vậy tôi đi phụ họa ông mà, tôi nghe tiếng cóc của M79 có đẩy ông vô cái nóc hầm. Ông tổ xuống đất tôi lăn sang bên đây thì quả M79 nổ ngay cái chỗ cái đít của ông. Thế một ông tham mưu trưởng là bị một miếng một đít bốc về Sài Gòn luôn. Giờ tôi ra ông lên ông mới hỏi cậu quê đâu? Ông quê Thanh Hóa. Mình cũng ở Thanh Hóa đây. Mình ở đâu là mình ông Tư Doãn quê ở Nhà Sư. Mình quê đấy. Ông rót cho tôi chén rượu xong cũng ngoài bên vòng ngoài là cứ đòi bắt sống cái trung đoàn này đâu. Đòi bắt sống cái loại bên bốn có hồ bắt đòi bắt sống. Có làm gì với mình đâu.
muốn chơi lại đàng hoàng, đánh trên tuy đàng hoàng có ít thôi, còn các đơn vị đi phía trước là lòng đánh phía sau mình, khổ thế thôi. Vì chiến thuật Campuchia là mình dạy cho nó, cho nên mình dồn hết phía trước, đằng sau chỉ một bộ căn cứ của lãnh đạo, cho nên là mình hắn cứ tạm uống bắt sống ông không làm gì được, chiến đấu đến cùng không sao hết. Sao ông về ông có thế à cậu à? Vâng. Thế bây giờ cái thủ trưởng cứ ký thôi, đấy là quyền thủ trưởng, cái quyền thủ trưởng được ký. Thế sao ông có thôi là bây giờ cậu về, cậu các cậu đi học về để thay chúng mình, là đây là cái đội cốt cán tương lai. Ông không thích nữa, chán lắm, em về đấy. Em về xong cái là tôi mang cả hồ sơ đầy đủ hết, tôi mang về. Tôi về tôi nhập ở trên tỉnh. Trên tỉnh được 3 tháng sau tôi lên tỉnh. Trên tỉnh thì ông, lúc bây giờ ông Hân đây này, Lê Ngọc Hân này, cùng sư tôi, cùng cái sư ba đó, ông trước ông trợ lý chính trị ở trên tiểu đoàn, sư đoàn mà tôi lại đi hay báo ban tôi lên đấy. Bây giờ chúng tôi làm bê trưởng trực thuộc thường thường là báo ban. Thì lên nhìn đấy ông Lê, ông nhìn cái hồ sơ của tôi là quân khu 7, đóng dấu toàn bộ quân khu 7, đảng bộ quân khu 7 hết. Ông bây chứ cậu ở quân khu 7, vâng, tôi ông quân khu 7, sư đoàn 3 đây này, đang hoàn hồ sơ, đang hoàn ông. Hay là cậu ở đây đang ít người lắm, cậu ở đây làm tớ cho nó vui. Ở đây có ít người lắm, không có người. Ông Lê Ngọc Hân này, thì em lại ai nhớ đơn vị em cứ đi, em đi học, ông cháu ông mới về. Bây giờ anh lại, nếu em ở đây để làm ở trên tỉnh ủy thì em nhọc lắm. Về. Về để đi tung để lưới. Kinh tế. Để tung hành. Em tưởng là đi tung lưới chứ. Về một thời gian thì tôi lại biết đi biển. Ngày xưa mình cũng bồng gốc cũng đi biển mà. Biến là được đồng 1-2 tháng thì ông Phúc Nguyệt lúc bây giờ ông đang làm bí thư đoàn này, ông biểu mày ở đây làm với tao. Bữa ông Phúc đang làm bí thư đoàn này, hồi đang sơ khai lắm. Tôi thì em lại anh. Chán. Đấy là anh nói lúc đi bộ đội rồi hay là lúc về. Chứ mình chưa đi bộ đội ai nhận mình. Mình là thanh niên ở nhà thì ai nhận mình. Mình lúc bây giờ mình được đào tạo, được rèn luyện, rồi mới trưởng thành rồi mới về thì người ta mới nhận mình vô làm chứ. Thế là ấy, còn tôi về chuyển về tổng công đoàn, anh bảo là anh chữ cán bộ, đúng. Trong cái hồ sơ tôi, cái lý lịch quân nhân tôi, anh chữ cán bộ. Đúng. Vì lý do tại sao những cán bộ mà làm không đúng, mà làm chỉ hại đơn vị, thì phải chửi. Còn khi tôi đó, cử tôi đi mà tôi làm không hoàn thành nhiệm vụ, cách cũng cứ cách chức đi, cũng phê và phê bình. Còn khi đã cử đi là một người lính, một người đảng viên là phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Được chưa? Khó khăn mấy cũng phải làm hoàn thành. Đó mới là xứng đáng. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của bác Hoan thì có lẽ lại cũng giống như là câu chuyện của bác Hòa. Những người lính chiến của chúng ta thì là như thế đấy ạ. Chỉ có bắn thôi, bắn vòng vòng. Và có những cái trong chiến đấu thì mưu trí sáng tạo và liên tục tấn công. Nếu không như thế thì sẽ không có được những cái chiến công. Và không có như thế thì không có được một cái quân đội mà bách chiến bách thắng như quân đội nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên thì cái khả năng ăn nói của họ thì lại rất là hạn chế. Và có một điều mà tôi gặp rất chung ở những người lính can trường của chúng ta. Đó là họ không phải là những người có nguyện vọng trở thành những ông tướng ông tá ở trong quân đội để được học hành và phát triển trong quân đội. Trong những cái bình luận thì rất nhiều người cứ nói rằng là nhẽ ra bác nên ở trong quân đội thì bác sẽ làm thế này thế kia. Thưa quý vị và các bạn, thực ra thì tôi cũng đã gặp rất là nhiều và tôi thấy rằng nguyện vọng thì cũng giống như một cái câu thơ của cha ông ta, súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa. Và như bác Hoan thì các bạn có thể nghe thấy đi vào miền Đông Nam Bộ, sang bên Ca, quay ra phía Bắc và ở đâu cũng là những người mà những người lính chiến, những người lính rất thiện chiến. Và nguyện vọng khi trở về rất là nhiều lần mà cấp trên hoặc là đơn vị đã có những cái đề nghị như vậy. Thì bác Hoan vừa chia sẻ là ông ấy chỉ muốn trở về thôi. Và tôi nghĩ là về để tung lưới, lại ra khơi và lại tung lưới, vì đây là miền biển mà. Cho nên suy nghĩ của mình có thể cho rằng như thế này là hay, nhưng khi áp đặt cho người khác lại không phải là hay. Và anh lính Hoan của chúng ta lúc này đã 27, 28 tuổi rồi. Cho nên nguyện vọng của anh ấy là có một cô vợ
Và tôi nghĩ rằng cái điều đó cũng rất bình thường, cũng như người chiến sĩ giải phóng quân của chúng ta, Bác Thủy. Ông ấy cũng chỉ có một nguyện vọng duy nhất là về và để kiếm một tấm vợ. Tôi cho rằng đó là một cái câu chuyện mà tất cả mọi người dân bình thường đều có những cái nguyện vọng chính đáng như vậy. Tôi biết rằng là dù có như thế nào thì bác Hoan cũng không thể kể câu chuyện của mình khác hơn và hay để phù hợp với cái nguyện vọng mà các bạn muốn. Bởi vì khi mà người ta là một người chiến sĩ thì câu chuyện nó chỉ có vậy thôi. Và tôi nghe mà tôi cũng chẳng còn hiểu, tôi cũng không hiểu nữa. Hay là ví dụ như sư đoàn lúc là sư đoàn 3, lúc là sư đoàn 303, và phải hỏi kỹ thì mới biết được rằng là cái sư đoàn 3, nhưng rồi nó lại thành 303, rồi nó lại chia ra thành thế này, thành thế kia đấy. Và đây cũng là một trong những cái điều mà khi mà tình báo, kể cả tình báo thông tin ấy của địch, cũng như là tin tức tình báo của địch cũng không biết đường nào mà lần. Sư đoàn 316 đang ở cửa Việt hay đang ở ngoài Bắc hay đang ở trong Nam, sư đoàn nào đang ở đâu. Cho nên khi mà trong các cái cuộc trò chuyện của các cựu chiến binh thì đề nghị nhất là các bạn trẻ khi bình luận xin có những lời tôn trọng. Câu chuyện của chúng tôi chưa dừng ở đây. Và bây giờ một người phụ nữ, và tôi nghĩ rằng là tôi biết đây là một nhân chứng, nhưng câu chuyện của các anh các chị thì lại rất khó để cho chúng ta có thể mường tượng được. Với cái cách trình bày của các anh các chị thì nó rất là khó. Nhưng mà hãy cố gắng nghe. Đó cũng là một sự tôn vinh đối với những người đã dành cho chúng ta một cuộc sống yên bình hôm nay.